Thiên Linh Linh, để Linh Linh, chị Hoài ở bên nghe ta đồng lĩnh. Năm cũ bước qua nhìn quãng đường xa, chúng ta hạnh phúc. Kính chúc ngôi nhà thật nhiều sức khỏe, mọi người vui vẻ cùng cười ha ha. Ai đang FA thì mau có gậy, ai đang có gậy thì sớm chia tay. Ủa, ai đang có gậy thì tiến tới hôn nhân, ai đang độc thân thì đừng có sợ, năm nay hết nợ, có vợ liền tay thật nhiều vận may, năm nay là vô mánh.